back again. Chào các bạn, hôm nay mình làm video này tiếp theo của video ngày hôm qua là mình chia sẻ đến các bạn tạo một kiểu chữ cơ bản ở trong phần mềm Corel. Thì hôm nay mình sẽ làm lại khác biệt ngày hôm qua như thế nào. Thì ngày hôm qua mình chỉ làm cơ bản cho các bạn thấy cần thiết ở trong phần mềm cơ bản thôi. Và hôm nay thì mình sẽ làm video này chia sẻ cặn kẽ hơn để giúp cho các bạn hiểu được. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trong lệnh file tạo một dự án, đó chính là create-a-new-document. Thì đây tôi sẽ đặt một cái tên giống như bài hôm trước mà tôi đã chia sẻ đến các bạn. Thì đây mình sẽ đặt tên là thiết kế đồ họa. Và ở đây mình sẽ chọn là cách tâm. Sau đó thì những bài trước mình đã làm thì mình đã đặt khổ giấy A3. Thì ở đây có khổ A3, A4, A5, A6 và nhiều khổ giấy khác tùy theo các bạn lựa chọn, và chiều giấy ngang. Sau đó mình sẽ đổi lại là cm và một trang, và mình sẽ dùng hệ màu là semi cây, DPI là 300. Sau đó mình sẽ chọn OK. Thì mình đã thiết lập một khổ giấy như thế này. Thì đây là giao diện của phần mềm Corel Draw. Và tiếp theo mình sẽ chọn vào phần text. Thì các bạn cũng nhìn thấy mình đã chọn vào phần text ở đây. Ở đây là phông chữ cho chúng ta lựa chọn, và đây là cỡ lớn của phông chữ. Ví dụ như đây mà chúng ta sẽ chọn từ ở trên đây, chúng ta chọn xuống đây, thì chúng ta sẽ viết chữ ở trong những cái vùng này. Ví dụ đăng đi, và sau đó mình sẽ paste vào đây. Ở đây thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ thiết kế ở trong đây và ở đây. Nếu như các bạn nhìn thấy nó thụt ra thụt vào như thế này thì các bạn chọn vào đây. Dù như các bạn chọn left, right, center, đó đây là nó canh đều như thế này. Dù như các bạn thiết kế như vậy, và các bạn có thể cho màu ở đây. Dù như đây tôi cho là màu đỏ. Thì cũng giống như những trình soạn thảo văn bản khác. Và ở đây ví dụ như các bạn nhìn thấy muốn cho là chữ này đậm lên thì các bạn chọn vào đây, và nghiêng thì chúng ta chọn đây, và gạch chân thì chúng ta chọn đây. Nó giống như là trình soạn thảo Word vậy. Và sau đó mình sẽ cho nó về lại vị trí ban đầu như thế này. Thì đây là chúng ta sẽ viết những cái đoạn văn bản ở trong đây và thiết kế dàn trang. Ví dụ như thiết kế dàn trang đây thì chúng ta sẽ được như thế này. Thì đây mình sẽ cho cái phông lớn đậm lên, và mình sẽ chọn vào đây. Ví dụ như đây mình sẽ chọn là cái phông là UTM Width 721. Sau đó mình sẽ phông lớn lên. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cơ bản. Bạn cho đây mình sẽ chọn là, ví dụ như đây mình chọn lên đây cho 50, dù như đây thì các bạn sẽ được cái chữ lớn như thế này. Thì cũng giống như là ngày hôm qua vậy. Và sau đó mình sẽ, dù như các bạn muốn kéo ở đây, kéo cho nó to ra như thế này nha, kéo cho nó to ra chút để cho mình mà hướng dẫn chia sẻ đến các bạn. Và ở đây mình sẽ tô màu đó, thì các bạn sẽ chọn vào, dù như đây mình sẽ tô màu đỏ. Và tiếp theo đó là mình sẽ cho cái đường viền nó ở đây. Dù như đây màu đỏ, mình sẽ cho một viền màu đen. Thì các bạn nhìn thấy cái viền ở đây nó nhỏ quá, thì chúng ta sẽ vào là vào đây chọn polygon. Sau đó các bạn sẽ cho nó width là 2.0 tùy theo các bạn xử lý. Dù như đây các bạn sẽ cho màu. Thì bài này mình ôm lại những cái bài ngày hôm qua mình chia sẻ với các bạn. OK, thì các bạn nhìn thấy ở đây chúng ta đã cho được cái màu vào đây đó, là như vậy.
và sau đó thì các bạn sẽ phân tích chữ này, thì các bạn sẽ cho cái đường viền ở đây, thì các bạn phân tích ở đây. Khi mà chúng ta cho cái đường viền thì cái outline và cái nó sẽ lắng vào bên trong và nó sẽ dư ra bên ngoài. Thì ví dụ như các bạn nhìn thấy ở đây, các bạn không muốn cho nó lắng vào bên trong thì các bạn sẽ chọn lại Olipad và các bạn check vào behind view và sau đó các bạn sẽ cho nó, thì nó sẽ lập tức nó sẽ lấn nó ra ngoài. Thì thật chất ra nó không phải là nó lấn ra ngoài mà nó che lại đấy, thưa các bạn, nó che lại đó, nó sẽ nằm ở dưới như thế này đây. Và ở đây thì các bạn tô màu tùy ý, nó không ảnh hưởng gì ở bên trong chữ cả. Ví dụ như đây mình sẽ cho nó lớn lên là 4 đi, nó không ảnh hưởng gì cả, nó không ảnh hưởng ở bên trong đó, thì nó có tác dụng như vậy. Và ở đây thì các bạn nhìn thấy chữ này nó có khía, có cạnh ở đây, thì các bạn muốn cho tất cả các chữ này nó mềm mại hơn thì các bạn sẽ chọn vào đây. Ví dụ như mình sẽ chọn vào, ví dụ như mình sẽ chọn vào Olipen, sau đó mình sẽ chọn vào đây nha, mình sẽ chọn vào biểu tượng này và mình sẽ OK, thì lập tức nó sẽ bo lại các cạnh này như thế này. Và tiếp theo mình sẽ làm và phân tích cho các bạn thêm một vấn đề nữa. Ví dụ như đây mình sẽ vẽ một đường như thế này và chúng ta sẽ cho cái màu viền đó, ví dụ như đây mình sẽ cho là màu xanh và cái viền của nó là mình sẽ cho lại là màu đỏ. Thì các bạn nhìn thấy cái viền này nó nhỏ, các bạn sẽ tăng cái viền lên, ví dụ như đây tôi cho là 5 thì các bạn nhìn thấy nó sẽ lắng vào bên trong và mình sẽ cho là Olipen và mình sẽ chọn cái kiểu của cái viền này ở đây, thì mình sẽ chọn cái kiểu đứt khúc như thế này đi nha. Và OK, thì chúng ta sẽ được cái viền nó đứt khúc như thế này. Và các bạn để ý ở đây, khi mà chúng ta nhìn thấy cái viền như thế này, cái ý đồ của chúng ta muốn cho là cái làn này đây, từ đây đến đây nó phải nằm ở bên ngoài này và ở đây là màu xanh. Thì chẳng lẽ nào các bạn lại ngồi và các bạn lại làm như vậy hay sao? Đó, như vậy không lẽ các bạn sẽ cóp ra từng cái như thế này thì các bạn làm đó, quá mất thời gian đi đó. Như vậy thì các bạn nhìn thấy nó quá mất thời gian. Thì đây là mình làm ví dụ và phân tích cho các bạn thấy là ý đồ của mình sẽ làm như thế nào và cái viền này áp dụng được và nó sẽ che mất tất cả các cái viền còn lại. Thì đây tôi sẽ bỏ hết phần đó, các bạn chỉ cần chọn vào đây và chọn lại cái phần Olipen và sau đó các bạn chọn behind đó, dù như đây các bạn đã thấy những cái vùng mà mình đã lựa chọn đây, sau đó các bạn chọn OK thì lập tức nó lại che đi đó, nó che đi nha. Thì các bạn nhìn thấy những tất cả các phần này, cái phần màu xanh nó che lên màu đỏ. Thì các bạn để ý nè, lúc nãy là mình phân tích cho các bạn nhìn thấy cái chữ này nó bo tròn như thế này, thì mình sẽ làm cho các bạn nhìn thấy nó sẽ bo tròn lại những cái góc này đây. Mình sẽ chọn vào đây và mình sẽ chọn vào một là Line Cap, mình sẽ chọn vào đây nè và OK, thì lập tức tất cả cái vùng này sẽ bo tròn lại. Bạn nhìn thấy đây, nó khác hơn phần nãy chúng ta chọn là phần này, nhưng mà đây chúng ta chọn ở đây Group Cap nha, chúng ta chọn vào Group Cap. Và ví dụ như các bạn muốn tách rời những phần này ra thì các bạn sẽ vào trong lệnh đây, thì các bạn sẽ vào trong cái lệnh là Object, sau đó các bạn chọn là Convert Outline to Object, Shift Ctrl V
để các bạn gạ nhóm nó ra, và sau đó các bạn sẽ di chuyển nó ra, thì các bạn sẽ được hai đối tượng như thế này. Thì các bạn để ý nè, nó đã chồng lớp với nhau chứ không phải là nó cắt đi, nó chồng lớp với nhau đó. Thì mình đơn giản là mình chia sẻ đến các bạn để giải thích cho các bạn vì sao là như vậy. Và ở đây các bạn nhìn thấy cái phần chia sẻ kiến thức cuộc sống này, thì mình sẽ làm một cái hiệu ứng chữ cho các bạn nhìn thấy, và mình sẽ phân tích cho các bạn thấy. Ví dụ như đây, mình sẽ nhân lên một lớp như thế này nha. Mình sẽ nhân lên một lớp như thế này. Và ví dụ như đây, mình sẽ tô ở đây là một màu. Ví dụ như đây mình sẽ tô là màu đỏ nha, màu đỏ. Và ở đây mình sẽ tô màu vàng, và ở đây mình sẽ tô màu trắng. Màu đỏ này mình sẽ tăng lên, mình sẽ dùng là like, đường like này sẽ tăng lên như thế này luôn đó. Và sau đó mình sẽ Ctrl E, Ctrl C đó, mình sẽ được như thế này đó. Và sau đó mình sẽ cho cái like này nhỏ xuống, còn lại là 2.5. Ok, thì mình sẽ được cái đường like như thế này đây. Và tiếp theo nữa là mình sẽ tăng lên cho nó thêm một đường nữa đó, như thế này. Và mình sẽ cho nó tăng lên tiếp tục like này, mình sẽ tăng lên là 10 đó. Và sẽ chơi E, thì các bạn sẽ nhìn thấy như thế này nhé. Và tiếp tục mình sẽ cho nó di chuyển như thế này, như đây mình sẽ cho là 5, thì các bạn sẽ được cái chữ là nổi như thế này đây. Thì cách đơn giản các bạn sẽ thiết kế được cái chữ như thế này đó, như vậy. Từ dưới đây mình sẽ tô lên, lên đây là màu xanh đó. Thì các bạn sẽ được thiết kế thế này. Và sau đó mình sẽ cho ra chữ này đây. Tiếp tục Ctrl C, Ctrl E. Đây cũng là một kiểu chữ đó. Và mình sẽ cho lên đây. Và mình sẽ chọn một kiểu chữ mới như chữ này đi nha, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là khác hơn này, thấy chưa? Đó. Như dưới đây mình sẽ cho nó tăng lên đây, thì các bạn sẽ thấy nó lại khác hơn. Dù như lần này mình sẽ, dù như các bạn nhìn thấy ở đây, nha, bạn nhìn thấy ở đây. Và ở đây mình sẽ tô lên một màu, như như đây mình sẽ cho làm đen, và sẽ cho nó xuống đây, thì các bạn sẽ được như thế này đó. Thì tùy theo các bạn sắp xếp, nhưng ở đây là mình chia sẻ đến các bạn là mình làm để cho các bạn thấy đây là cái kỹ thuật thiết kế chữ là lớp chồng lớp. Như như đây chọn một cái mẫu phông khác, dù như ở đây mình chọn là phông thư pháp, các bạn sẽ nhìn thấy rõ hơn trong cái phông này đó. Thì cái phông này cũng ấn tượng đấy chứ. Thì đây là cái kênh YouTube của mình chia sẻ kiến thức cuộc sống. Thì những cái phần này đơn giản thì chúng ta có thể biến tấu lại những cái chữ này qua lại với nhau, và sau đó mình sẽ phân tích cho các bạn thấy những cái phần mà quan trọng nhất khi chúng ta thiết kế và chúng ta phải nắm. Và ví dụ như tình huống như thế này, ví dụ như các bạn thiết kế trong Corel, ví dụ như mình thiết kế một cái bảng là 10m, và khi gửi cho khách hàng, không lẽ mình sẽ gửi cho khách hàng bản thiết kế của mình 10m hay sao, và mình sẽ thu nhỏ cái bảng này lại, thì đặt một điều nó sẽ xảy ra, đó chính là
nó làm cho cái bản thiết kế của chúng ta nó bị sai lệch đi đó. Vì vậy mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn thấy được những cái khuyết điểm mà chúng ta sẽ mắc phải và những cái điểm này chúng ta sẽ khắc phục như thế nào. Ví dụ như ở đây, và các bạn nhìn thấy là cái chữ này, mình muốn ví dụ như đây là 83 cm nha. Đó, thì nó đã muốn gần 1 mét rồi. Bây giờ tôi thu nhỏ nó xuống thì các bạn sẽ nhìn thấy cái điều gì đây? Thì các bạn sẽ thấy nó là cái bố cục của nó bị sai đi, thấy chưa? Và để khắc phục điều đó thì các bạn sẽ làm như thế nào đây? Thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là khắc phục lỗi này. Thì đầu tiên, thiết kế đã hoàn chỉnh xong hết, hoàn tất, thì các bạn chọn vào đây và các bạn chọn là cái lệnh là Outline. Sau đó các bạn chỉ cần chép vào cái mục là Scale with Object. Ok, thì lập tức nó không có thay đổi gì hết. Các bạn nhìn thấy đây không thay đổi gì hết, nhưng mà các bạn nhìn thấy lúc nãy mình đã thu nhỏ xuống thì cái bố cục của mình thiết kế từ ban đầu nó bị thay đổi. Đó là thứ nhất. Thì lúc nãy là mình đã chọn là Scale Object xong rồi, và bây giờ mình sẽ thu nhỏ xuống. Các bạn nhìn thấy nè, chúng ta thu nhỏ xuống bao nhiêu nó cũng không có thay đổi nè, nó vẫn giữ nguyên cái bố cục mà chúng ta đã thiết kế đó. Còn ở đây thì các bạn thấy sao? Đây, mình sẽ để lại gần và chúng ta sẽ so sánh. Đây, chúng ta thu nhỏ cái dòng này, nó nhỏ hơn cái dòng này, nhưng cái bố cục nó không thay đổi. Còn cái dòng này thì cái bố cục nó lại thay đổi. Đó là cái điểm khác nhau và chúng ta phải hiểu nó để ứng dụng trong thực tế. Thì bây giờ tôi sẽ xóa bỏ đi. Thì đây mình sẽ cấp lên một file nữa. Ví dụ như đây, mình sẽ chọn cái nét mảnh ở đây và mình sẽ chọn vào cái line, nó là màu đen. Thì các bạn nhìn thấy là khi mà chúng ta không chọn vào mục là 12 fill thì nó sẽ lấn vào bên trong đây, và những cái phần mà cái nét này nè, nó đã mất đi nè, các bạn nhìn thấy nó đã mất đi. Để khắc phục được tình trạng này thì các bạn sẽ chọn vào trong mục là Outline, sau đó các bạn sẽ chọn vào 12 fill và các bạn chọn vào đây luôn nha, để khi mà chúng ta thu nhỏ phóng to nó không ảnh hưởng đến cái thiết bản thiết kế của chúng ta, bố cục nó vẫn giữ nguyên. Sau đó chúng ta chọn là ok. Thì các bạn nhìn thấy nè, khi mà chúng ta làm việc thì nó sẽ không ảnh hưởng vào bên trong đây. Dụ như đây mình sẽ cho nó là 10 luôn, nó cũng không ảnh hưởng gì, thấy chưa, nó chỉ là ảnh hưởng bên ngoài thôi đó, như vậy. Và ở đây mình sẽ làm một chữ nữa cho các bạn nhìn thấy. Thì đây các bạn nhìn thấy đây là một chữ, và sau đó mình sẽ tô hết chữ này nha. Và mình sẽ cần chọn C, cần chọn V, mình sẽ chọn lại là Olipen nha. Và cái màu viền này mình sẽ cho là màu trắng, mình sẽ cho là màu trắng. Và đường line này mình sẽ cho nhỏ xuống là còn lại là 3. Và ok, chúng ta sẽ được như thế này. Và cái mình sẽ tô ở cái viền ở bên trong là màu vàng đó. Và các bạn sẽ di chuyển nó lên đây một chút xíu thì các bạn sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Và tiếp theo, ví dụ như các bạn muốn cho nó nổi lên một chút nữa thì bạn cần chọn C, cần chọn V đó. Và ở đây chúng ta sẽ cho cái viền là màu đen như thế này nha. Và sau đó chúng ta sẽ tăng cái đường line này lên, chúng ta sẽ cho là 5. Ok, và ở đây chúng ta sẽ tô luôn màu đen luôn nha. Và chúng ta sẽ cho lên như thế này đây.
thì các bạn sẽ được cái chữ như thế này đây. Tùy theo các bạn dời một chút xíu thì nó sẽ có sự thay đổi liền. Đây, các bạn chỉ dời một chút xíu thôi đó, thì sẽ có sự thay đổi. Các bạn dời một chút xíu thì nó sẽ có sự thay đổi. Thì hôm nay mình chia sẻ đến đây và phân tích cho các bạn biết là việc sử dụng trong thiết kế, đó là khi mà chúng ta áp dụng trong phần là nền là Outline Pen, nó áp dụng trong kỹ thuật thiết kế như thế nào thì các bạn sẽ tự tìm hiểu ở trong đây một phần. Và mình đã cơ bản mình đã chia sẻ đó cho các bạn, và mình đã giải thích cho các bạn biết là vì sao sử dụng là Behind Fill và Scale Object. Và video này đến đây là hết. Và nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích đối với các bạn thì các bạn hãy đăng ký và hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo những phần khác, và mình sẽ phân tích cho các bạn thấy những cái phần ứng dụng trong thiết kế đồ họa. Thì đây là mình làm những bài cơ bản nhất, là mình chia sẻ cho các bạn thấy được là cái lỗi và những khắc phục.